Thanh Hóa Bùi Anh Thương 48 tuổi, mang vali hành lý chứa 17 bánh heroin lên tàu SE1 lộ trình Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng 21 tháng 2, khi tàu đến ga Thanh Hóa, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an Thanh Hóa đã ập tới khống chế Thương, thu tang vật, Bùi Anh Thương và tang vật vụ án, ảnh, Lam Sơn. Theo công an, Thương có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nghi phạm là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh. Chiều cùng ngày, công an tỉnh Thanh Hóa đã thưởng ban chuyên án 30 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng. Let's Block X. Oi.